Ủa, tao đâu biết bụi luôn. Ở cái xuồng đâu? Cái gì cái lóc hả? Con gì kìa? Có lóc. Con này nè. Đúng rồi. Ủa, không lấy gì đựng cá hả? Ồ, cá lóc biết bụi luôn. Ôi, bự kìa. Bắt cá lâu kiến luôn. Ủa, mấy cá lóc hả? Ủa, cá lâu kiến cho bá nữa luôn. Cá chà bá luôn. Con cá này là đem đi làm cái gì? Đi xả mà đem đi hấp à? Hấp cá. Cá lâu kiến không? Bỏ vô thùng đi. Chào tất cả các bạn đến với kênh Thanh Giòn của mình nha. Hôm nay mình lại đi bắt cá tiếp đây. Đây đồng đội của mình đang đi phía trước này các bạn. Cái xuồng hai người lên chìm không? Trời mưa vậy còn thấy lẹ hơn nữa đó. Cái xuồng này có ai như lâu lắm rồi không anh? Hả? Xuồng này có ai biết không? Ai biết. Lấy đại vậy đó. Đi ăn trộm xuồng nè. Cũng gà dán quá nha. Nông dân chính hiệu này chứ bộ. Mời tới anh ơi. Hôm nay là đi bắt cá lồng tông nha các bạn. Cái đọt lấy cái đọt nào mà ăn vậy coi với ai. À, lấy cái khúc đó nè. Về ăn thử coi. Cagamen đây. Xin chào các bạn nè. Canh chua. Bây giờ mình làm nồi canh chua con cá lóc kìa. Đập đi một hồi ông mong nó ra nó đánh bỏ chạy không kịp nè. Khỏi quay luôn.
Ngon mà đánh cái là có video là nhảy xong rồi. Hiện thật. Quay lại coi nó dính được không? Sao không? Không, cái cây đó để đó, nó khỏi chạy xuống đây đâu. Ở đây là cái gì cũng ăn được hết chứ. Rồi, có bắp chuối luôn. Rồi, nè nè. Đâu? Đồ nguyên quần chuối chín luôn. Bắt cá có chuối ăn nữa. Nè, nguyên quần chuối chín nè. Cái này nó dẻo quá. Thôi chơi chơi. Cái này làm lẻ hơn nè. Bình nổi đâu. Bình nổi gì vậy? Bỏ luôn hả? Mày giàu. Tiền mở đâu? Chuối này bẻ dễ hơn nè. Dễ hơn. Dùng thế đi. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Ôi. Rồi. Rồi. Xây tấm mặt bài luôn. Mày trái. Ủa. Ăn cả. Vào đây thành quả. Quá. Chuối, chuối vừa nước. Cá, một bình gì ta lứa chứ. Để hay chiều mình đỡ. Vượt quá trời vượt. Nè 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 nè. Ở thảy đại trên thùng đi lát bắt. Để trên thùng á. Mẹ dính quá thôi. Xa ra hút nó tụi ở. Đi đi đi. Ôi ôi néo quá trời kìa. Ôi rồi 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 rồi. Gỡ đã luôn rồi. Khoan khoan. Cắm cái sao đấy. Rồi. Rồi bắt đầu mình gỡ thôi. Một cái tay kìa. Dính néo quá trời nè. Cá này đá không? Nào con nấy nhìn nè. Nó siêu to khổng lồ không mà. Là không dính, ai dính, không tưởng. Mới có 5 phút mình để vài tiếng chắc gỡ mệt luôn.
cá nào mà được tôi gỡ xong là ra nó sơ cờ hết. Nó còn cái đầu là hên. Lấy luôn cái lưới kia dăng cặp cặp má luôn. Lưới nào nữa. Chừng lưới dính xuống anh. Ủa cá rô đó nè. Ủa cái rô dục luôn. Cá rô tâm thôi. Trời ơi, anh gỡ cá anh câu giờ quá. Thấy chưa? Không dính nữa, đứt đứt cái đầu luôn rồi nè. Rồi. Tới anh Thành ơi. Tới anh. Buông đây, buông. Đâu. Trời ơi, nó dính nè. Rồi. Gì mà dễ vuột quá vậy? Ừ, dễ gỡ. Sao mà nó hắt lên đây nè, đó, gỡ cho đã. Trời, có cái xuồng để làm gì? Hắt lên xuồng nè. Hắt, hắt, ba lưới lên cái đó mà dính. Nè, cầm đây vũ 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 để gỡ ra nè, đó thôi. Đó. Em Vũ nó gớt mấy con. Hả? Hả? Gớt lộp độp luôn kìa. Anh đừng nói là anh ngắt cái đầu rồi anh bứt cái mình nó ra nha. Con nào mà vô thế rồi thì cũng phải vậy thôi. Đúng rồi. Tới, 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 tới. Trời ơi. Này là con cá làm mắm đây đó hả? Cá sặc đây hả? Anh Khanh. Sặc mà. Quá năm ơi, năm u. Trời ơi, dính cái tốt, con nổi u. Trời ơi, cái tốt luôn. Con nổi tốt ở đâu, đi cây dây cha. Nó vô tình, nó đi ngang. Mệt. Cái nhà đó mà cái mắm. Trời ơi. Ô lụm luôn. Bơi luôn còn dẫm luôn á. Mập quá cũng khổ anh. Mặt đi thằng chọn đó. Nãy giờ đó không, không có quay ông ăn trộm mà quay luôn nhà ông ăn trộm thôi. Vô đổ quá thành quả rồi nè. Trời, cái sạc bự bự không bỏ không canh. Nè, cầm đi anh lụm mới cái sạc cái. Thành quả đi bắt về được bao nhiêu đây nè các bạn.
Kéo được nhiều cá lắm nè. Video mình kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại video khác.